người dân của Thủ Tướng về phía đường vào Ủy ban, và trong câu phòng áo xanh lên là các cầu thủ của Sơn Hải ở phía hai trận hiệp. Chúng ta hãy cho hai đội một tràng pháo tay và chúc hai đội bóng tự tin thi đấu và kết quả cao nhất. Hai đội sẽ bắt tay nhau thể hiện tình đoàn kết và tinh thần thể thao. Giải vô địch bóng chuyền đồng đẳng Đồng Xuân hàng năm thế ngày càng trở nên chuyên nghiệp và quy mô hơn. Xin mời quý vị cùng quay lại màn hình để đón xem trận chung kết nam giải bóng chuyền nam nữ mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023 do Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu tổ chức. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu trận chung kết này sẽ là sự đối đầu của hai đội Xuân Hải. Trọng tài lưới Quang Thông, các trọng tài viên Hồng Nam, Thanh Châu. Xuân Hải trong trang phục quần xanh áo xanh và đội Phú Tiến trong trang phục áo trắng quần đen. Hai đội sẽ đánh với thể thức 5 xét thắng 3 và xét 5 sẽ đánh 15 điểm 8 điểm đối sân. Ở trận chung kết mùa giải năm 2020, ở trận đấu đó thì các cầu thủ Phú Tiến đã có kết quả một chiến thắng đầu tiên, nhưng sau đó thì họ không có kết quả thuận lợi ở 3 hiệp đấu tiếp theo. Ở trận đấu đó thì chủ công thì anh của Phú Tiến đã không tham gia trận chung kết này. Hôm nay anh đã có mặt trên sân. Phú Tiến 17 17 15 22 20 21 8 và Phú Tiến đăng ký libero 17 15 22 20 21 8. Libero của Phú Tiến. Giải đấu với sự góp mặt của con cháu dâu rể trận đấu bắt đầu thì các cầu thủ Xuân Hải là người Xuân Hải phát bóng và Chu Thị và Phú Tiến chuẩn bị. Đánh bóng uy lực của công 20 Phú Tiến, điểm cho Phú Tiến 1-0. Và đáp lại một pha tấn công của ở vị trí số 2 Xuân Hải, điểm cho Xuân Hải 1-0. Các thằng chắn của Xuân Hải ngơ ngác trước pha tấn công uy lực
của chủ công Phú Tiến, điểm cho Phú Tiến. 2-1. Đánh bóng tốt, điểm của Xuân Hải, 2-2. Phương phạt bóng. Đấy, một pha đánh bóng lọt chắn của Phú Tiến, điểm cho Phú Tiến. 3-2. Bài sân, điểm của Xuân Hải, 3-2. Bóng ngoài sân của Xuân Hải, điểm của Xuân Hải, 4-3. Bóng tốt của Xuân Hải, điểm của Xuân Hải, 5-3. Bóng tốt của Xuân Hải, điểm của Xuân Hải, 6-3. Bóng ngoài sân, điểm cho Xuân Hải, 8-3. Thủ tiến sĩ quyền hội ý lần thứ nhất ở xét đấu thứ nhất. Hết thời gian hội ý, hai đội tiếp tục vào sân thi đấu. Mấy em nhỏ đều ở trên trên cây có thể gì mà chúng ta thiếu được. Nỗ lực cứu bóng của Xuân Hải nhưng không có đúng đổi lỗi được. Xin nhắc các em nhỏ điểm đứng gần cho Phú Tiến. Cái biển đang còn đó rất nguy hiểm, các em xuống trong bố mẹ anh 48. Chị có con cháu ở đó thì nói các cháu xuống đi, không bôi không đeo không còn cây đâu đâu. Cái biển ở trên đó rất là rất nguy hiểm. Qua trận bóng ngoài điểm cho Phú Tiến, 5-8. Tổng ra xác định lối ở pha bóng vừa rồi, Phú Tiến, điểm cho Phú Tiến, điểm cho Phú Tiến, 6-8, điểm cho Phú Tiến, 6-8. Đáng ơi, mẹ cho quân đội vũ học được thế.
dàn đi dàn lại thôi. Điểm 9-6. Đánh bóng lối kỹ thuật điểm cho suất này 16. Và tấn công quay của Cố Tiến điểm cho suất này 16. Cố Tiến tấn công. Điểm cho sân Hải 13-6. Điểm cho sân Hải 13-6. Điểm cho Phú Kiến 7-13. Điểm cho Phú Kiến 8-13. Điểm cho Phú Kiến 9-13. Thank you.
10-16 Điểm cho sân Hải 21-16.
bóng ra ngoài. Điểm cho Phú Tiến 17-21. Điểm cho Sơn Hải. Điểm cho Phú Kiến 18-22. Ban tổ chức chúng ta ra đường sau.